Hôm qua 19 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu 3.200 MW sẽ được khởi công vào quý 2 năm 2022. Đây là nhà máy nhiệt điện LNG lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, đặt tại tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, dự án còn một số vướng mắc về thủ tục như nhóm vấn đề về chuyển giá khí LNG sang giá bán điện, bao tiêu sản lượng điện, bảo đảm đường dây truyền tải đấu nối, nhóm vấn đề về chuyển đổi ngoại tệ, bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho EVN và bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng PPA. Bạc Liêu sẽ tích cực phối hợp với nhà đầu tư làm việc với các bộ ngành trung ương để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề còn vướng mắc, cố gắng hoàn tất thủ tục để khởi công trong quý 2 2022 và hoàn thành giai đoạn 1 của dự án 800 MW trong năm 2024, ông Thiều thông tin thêm. Năm 2022, tỉnh Bạc Liêu sẽ thúc đẩy các dự án điện gió, nhất là các dự án điện gió ngoài khơi theo đúng sơ đồ quy hoạch điện 8 sắp được Thủ tướng phê duyệt.